Trang quấn bản màu giới hạn tập 80, con cọp da sắt. Mợ ơi, mợ cho con mượn ít tiền được không ạ? Con cần tiền làm gì? Con đi buôn ạ. Đi buôn? Thế con buôn gì? Buôn nước ạ. Trời, bà mắm thành kẻ bán nước. Bậy, buôn nước chứ không phải bán nước. Con có cần tiền ăn chè thì nói mợ cho, chứ đừng có bậy chuyện. Ai lại đi buôn nước bao giờ? Con nói thật mà, làng Sơn Thượng bị hạn hán, người ta mua nước nhiều lắm. Dân chúng bị nạn thì phải giúp, chứ sao lại thừa dịp đó mà kiếm tiền. Đời là thế đấy mợ ạ. Thế này nhé, mợ đưa cho hai đứa ít tiền đi mua thùng đựng nước, thuê xe bò chở lên đó phát cho bà con. Đứa nào nhận tiền để bán nước, mợ từ đấy. Dữ ghê. Hê, Trạng Quỳnh bán nước kìa. Cừ, dám nói ta bán nước. Ngồi xuống đi ông, lát nữa họ sẽ hiểu thôi. Giờ mình lo đưa nước lên cho bà con đi. Nước lên rồi kìa, bà con ơi. Một đồng một lu đây. Không đồng một thùng đây. Mời bà con đến chia nước không phải mua. Ôi, hai cô cậu tốt bụng ghê. Nó làm mình mắc mối, không ai mua cả. Nhỏ, mày tính phá chuyện làm ăn của tao hả? Chát. Dám đánh ăn nhân của chúng tôi hả? Chạy lại đi mày, cả trăm cái đòn gánh chịu không nổi đâu. Ui ui. Họ bỏ xe nước lại kìa, bà con chia luôn đi. Ực ực. À à. Thằng nhỏ uống nước nhiều quá, phát ách kìa. Tội nghiệp, nhà nó nghèo, không có tiền mua nước nên nó phải nhịn khát mấy hôm nay. Bữa này có nước mà không phải mua nên nó uống bù đấy. Giờ làm sao đây? Để cháu. Bác nó chạy đi đâu vậy? Một phương pháp xốc nước ra đấy các bác ạ. À. Ọt ọt. Hay quá, nó tỉnh lại rồi. Cảm ơn hai cháu tốt quá. Không tốt, không cảm ơn. Có ngon thì mang nước đổ đầy con suối kia đi, cho vài thùng nước ăn thua gì. Cô cậu đừng buồn, nó bị điên đấy. Mấy người điên thì có, suối cạn nước, không biết làm sao cho có nước là điên. Ta không điên. Chú ấy nói vậy là sao ạ? Đất ở đây cứng lắm nên chúng tôi không đào giếng, cả làng dùng nước ở con suối kia. Không hiểu sao mấy hôm nay suối khô nước nên làng chúng tôi lâm vào cảnh thiếu nước thế này. Sao các bác không tìm hiểu lý do suối cạn nước? Có, chúng tôi định lên đầu nguồn xem sao, nhưng không được. Ở eo cổ cò có con cọp già sắt án ngữ, chúng tôi không dám lên. Làm gì có con cọp già sắt? Có, tôi bắn mấy mũi tên trúng nó nhưng đều bật ra hết. Da nó cứng như sắt vậy. Mắm, theo tớ đi bắt con cọp già sắt. Cho cháu mượn cung tên được không ạ? À? Biết bắn không đó? Bắn không được thì hù cho nó sợ. Thôi, mắm sợ cọp lắm. Mắm làm như quỉnh không sợ cọp hả? Nghe nói tới cọp là mặt quỉnh xanh như tàu lá chuối. Vậy sao giờ hùng hổ vậy? Chẳng có con cọp nào đâu mà sợ. Nghe dân làng nói qua, quỉnh hiểu ngay là có một âm mưu nào đó làm cho con suối bị khô. Mình tìm cách làm cho dòng nước chảy lại, không có lý do nào mà suối cạn nước. Tới eo cổ cò rồi, cẩn thận đấy. Ồm, cọp nó kia kìa. Đừng sợ, tiếng người không phải tiếng cọp đâu. Mình đứng ở cuối gió, nó đứng ở đầu gió. Nếu là cọp thật thì sẽ có mùi hôi bay tới. Ông làm như ông là thợ săn vậy.
đọc sách đấy. Bắn thử một phát xem sao. Ui da, dây cung cứng quá, kéo không nổi. Không lo, đã có lần mắm cùng thầy Luyến hợp tác bắn cung, làm theo tôi. Mắm giữ cung, Quỳnh kéo dây. Hay, hay. Nhắm cho kỹ đấy. Chết rồi mắm ơi, ngón tay của tôi bị nghéo vào dây cung, gỡ không ra. Bật, vút. Qua, tên không bay, Quỳnh bay. Còn... mày muốn chết hả? Cột giả. Ôi cha, cột múa vỏ. Ồm. Tạm thời leo lên đây rồi tính. Nó nặng nề như thế, không thể leo cây. Hả? Cột bắn người, chuyện ngược đời. Vút. Ông Quỳnh Huy rồi, làm sao đây? Da. Tập. Ha ha, tôi biết chỗ đó không có da sắt mà. Ui da, ui da. Rõ ràng rồi, người đội lốt da cột. Rước theo, bắt ổng lại. Hi hi, cột chạy hai chân, ngộ quá. Người bị mắc bẫy của cột, thêm một chuyện ngược đời. Hi hi, dám xế vào chuyện của ta thì phải chết thôi. Chết, ổng trộn sống hai đứa mình. Rào, rào. Ồm. Cột, cột thật. Ồm. Cột bón chân rồi cột hai chân. Hấp. Ngon lên đây. Lời cột nhà mày làm gì biết trèo cây. Hi hi. Tao đợi mày ở đây tới già luôn. Trong kìa, một con hổ canh một con cột. Cứu ổng đi mắm. Đại trượng phu không đánh người ngã ngựa. Đốt lửa lên. Hay hay, lửa nè. Ôi, sao mày đốt mông tao? Chú Lu. Ừ, Lu đây. Để tao bắt con cọp giả kia đã rồi nói sau. Ê, làm gì vậy? Đốt cây chơi. Đừng, đừng có đốt tôi. Vậy thì leo xuống. Bịch. Binh. Thế này là hết chạy. Quỳnh đoán đúng ghê. Ổng mặc một lớp áo giáp bên trong lớp da cột. Thảo nào tên bắn không thủng. Nào nói, vì sao ông giả cột? Tôi giả cột để chặn dân chúng, không cho họ lên đầu nguồn suối. Trên đó tôi đắp một con đê ngăn dòng nước lại, không cho nước chảy xuống làng. Ông chơi gì ác vậy? Không làm thế thì tôi ôm Lu mà ăn à. Ăn tôi hả? Lu đựng nước, không phải ông. Tôi làm nghề sản xuất lu đựng nước. Lu làm ra rất nhiều mà bán không được. Tôi nghĩ ra cách này. Tôi chặn dòng nước để làng Sơn Thượng không có nước. Không có nước thì họ phải mua nước. Dân vùng dưới nghe dân trên này mua nước giá cao thì đổ xô nhau đi bán nước. Mà muốn đi bán nước thì phải mua lu đựng nước. Nhờ thế tôi bán được lu. Chuyện thế mà ông nghĩ cũng ra, bái phục. Cái khó ló cái khôn mà. Về gọi dân làng lên phá cái đê là xong. Còn chú Lu, vì sao chú lại giả cộp xuất hiện đúng lúc vậy? Thì tao đi tìm mua cho chú Thượng một bộ da cộp về bọc ghế. Đi qua đây tao nghe dân làng kể chuyện. Tao biết ngay là hai đứa mày để bắt cộp nên tao chạy theo. Sẵn bộ da cộp, tao mang vào hù hắn chơi. Ha, giả cộp, hù cộp giả. Cả hai thầy đều nộp đơn xin ta cấp đất để cất trường học. Ta chỉ có một miếng đất, làm sao cấp cho hai thầy một lúc được. Bẩm quan xin quan cho bốc thăm ạ. Không, ta nghĩ rằng bốc thăm không hay là vì do mày, rủi mà có. Điều ấy ta không thích. Theo ý ta, hai trường nên có cuộc thi tài. Trường nào giỏi hơn sẽ được miếng đất ấy. Bẩm, hoàng nói có lý lắm ạ. À.
thầy Hồ Đắc nghĩ thế nào? Bẩm quan bảo sao tôi làm vậy? Thầy Hồ Đắc cử ra học trò giỏi nhất của mình, thầy Đỗ Khé cũng thế. Quỳnh, con ra đi, cố gắng nhé. Quảng, Hà nói cho ta. Quỳnh Quảng, chào nhau. Quảng tù tì xem ai ra câu đố trước. Hì, tờ cái kéo cậu tờ giấy thua nhé. Mở tò mắt ra mà xem đây. Nghe cho kỹ đây, trên tờ giấy này có bao nhiêu hình con voi? Ba con. Sai. Mặt sau còn một con nữa. Bốn con cả thảy. Ai chơi tính mặt sau? Lúc nãy tớ nói trên tờ giấy này, tớ không nói mặt trước của tờ giấy. Hi hi. Hừ, hắn vẽ chồng nét lên con voi ở mặt trước nên mình không thấy nét mực hiện ra từ đằng sau. Thầy Đỗ Khế thắng một điểm. Giờ tới phiên thầy Hồ Đắc ra câu đố. Cậu thấy gì đây không? Đĩa đựng mật trước cái gì? Giỏi. Xem đây là chữ gì? Rột. Nó liếm một đường từ dưới lên. Chữ nhất đúng không? Giỏi. Xem tiếp đây là chữ gì? Rột. Cậu liếm ngang một đường cộng với đường đứng lúc nãy là chữ thập đúng không? Giỏi. Còn một chữ nữa đây. Rọt rọt. Ờ, chữ gì vậy? Thua chưa? Chữ đó tớ chưa học. Chữ sạch đó. Chữ sạch mà viết thế à? Đây này, cái đĩa sạch trơn mặt rồi này. Hơ. Hơ hà cái gì? Thua rồi nhé. Vậy là hai trường hòe nhau ở một thi đố. Giờ tới thi vẽ. Này, cấm ông con của Trạng Quỳnh vẽ 10 con vuông đấy. Hì, lần này con vẽ nghiêm chỉnh mà. Hai đại diện của hai trường phải vẽ cảnh làng mình trong vòng 10 tiếng trống. 10 tiếng trống, thừa thời gian quá. Ông Quỳnh con tính dở trò gì nữa đây? Tùng tùng. Chầm chú vẽ, thấy mà thương. Vẽ đi Quỳnh, sao lại ngồi chơi? Tùng tùng. Tiếng trống thứ 8, chuẩn bị nộp bài. Soạt. Con vẽ xong rồi ạ. Trường của thầy Đỗ Khế chưa vẽ xong, xem như thua. Hả? Ông Quỳnh con vẽ gì đây? Dạ con vẽ cảnh làng con trong đêm 30 Tết ạ. Sao đen thui thế này? Dạ đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, có thấy gì được đâu ạ. Quỳnh cha vẽ 10 con vuông, Quỳnh con vẽ cảnh đêm 30 Tết, đúng là cha nào con nấy. Bức tranh cảnh làng đêm 30 Tết của trường thầy Hồ Đắc thắng cuộc. Một nhân tài không những chỉ giỏi văn chương mà còn phải là một người tráng kiện thì mới giúp đời được. Sau đây là phần 2 của cuộc thi. Thì sức khỏe, hai trường sẽ đua thuyền với nhau. Mỗi trường cử ra 4 trò khỏe nhất để chèo thuyền. 1 giờ nữa, tất cả tập trung tại đây. Mục này chắc trường mình thua quá. Sao thầy lại bi quan thế ạ? À? Đứa nào cũng như trái ớt xiêm, không bi quan sao được. Nhỏ nhưng có võ, xin thầy đừng lo. Hai đội đua thuyền lên trình diện. Đội của thầy Đỗ Khế có mặt. Đội của thầy Hồ Đắc có mặt. Hai đội so lè quá. Hai đội phải chèo từ đây bước qua vòng cung của chân núi kia để đến đích. Rõ chưa? Rõ ạ. Tùng tùng. Xuất phát. Vô ta, vọt. Ý, chúng mày chèo thế nào mà thuyền quay vòng vòng thế? Chèo phải nhịp nhàng mới được. Nghe đây, tàu hồ mít, chúng mày chèo tay trái. Tàu hồ ổi, chúng mày chèo tay phải. Có thế mới vào nhịp. Mít, ổi.
vừa chèo vừa tập trung tư tưởng, hãy phát tâm chiến thắng. Chiến thắng? Không ổn rồi, chúng nó nhỏ con mà chèo dữ ghê. Xin lỗi, phải qua mặt các cậu nhé. Chúng mày yên tâm, chúng nó không chèo đi xa được đâu. Thắng rồi, ráng lên. Cốc. Hình như có ai ở bên dưới thuyền của mình. Qua, nước vào thuyền. Có người đục thuyền mình. Chúng nó trời xấu, cho người đục thuyền mình tấp vào bờ mau. Bỏ cuộc rồi hả? Tạm biệt nhé. Cởi hết quần ra cho tao. Hả? Lấy lá chuối chai đại, tất cả cho chiến thắng, xá về một cái quần. Lấy quần nhét lỗ thủng lại. Phương pháp tạm thời thôi, nếu mình để thuyền lầu dưới nước thì nước cũng ngấm vào. Có còn hơn không? Làm đi. Chúng nó chơi ăn gian, mình không chơi thẳng thắn với chúng được. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, không nhân nhượng. Tất cả đội thuyền lên đầu, chạy vào rừng. Thì chèo thuyền chứ đâu phải đi đội thuyền quýnh ơi. Chúng nó phải chèo thuyền vòng qua vòng cung của chân núi này. Mình chạy đường tắt, cắt ngang vòng cung để đón đầu chúng. Như thế mình sẽ về gần tới đích, đủ thời gian để thuyền của mình chịu nước không chìm. Vậy có phải là chơi ăn gian không? Chúng ăn gian mình trước, mình chỉ trả đũa để bảo toàn chiến thắng, chứ không phải ăn gian. Cứ thong thả mà chèo, giờ này chúng đang bơi bằng tay, tết mới tới đích. Công nhận mày nghĩ ra cách thuê người đục thuyền chúng hay thật, không ai bắt được quả tang. Ơ, xem kìa, chúng nó ở phía trước kìa. Chúng độn thủy mà đi à? Để tao nhảy xuống đục thuyền chúng lần nữa. Quýnh ơi, có đứa nhảy xuống nước kìa. Ẩm. Chúng định đục thuyền mình nữa đó. Đừng lo, tao đã có vũ khí chống đục thuyền rồi. Mày gà quá, dám bắt rắn chơi. Súng chặn nó lại cho tao. Chúng mày đừng hòng thoát lần này, tao sẽ đục một cái lỗ to bằng cái nồi. Qua, rắn. Cứu tao, dưới nước có rắn. Hi hi, thằng Quỳnh hay kia. Gần tới đích rồi, chèo nhanh nữa đi. Tới đích, mình thắng rồi. Hả? Chúng mày ăn mặc kiểu gì thế? Mặc quần mãi cũng chán, chúng cháu đổi thời trang ạ. Trường của thầy Hồ Đắc thắng cuộc thi. Ta tuyên bố mảnh đất để các trường học được trao cho thầy Hồ Đắc. Đỡ thầy các con ơi. Mình thua là phải. Thầy Hồ Đắc có một đứa học trò vừa thông minh vừa can đảm, lại giỏi ứng xử trong mọi tình huống. Đúng là trạng huỳnh con.